Xin chào các em, chúng ta sang bài mã số ID là 104. Bài này nằm trong khóa vô cơ cơ bản 11. Chuyên đề bài toán cho từ từ H cộng phản ứng với hỗn hợp muối C3H trừ và HCO3 trừ. Để xử lý được loại toán này, chúng ta cần nắm vững hai nội dung. Nội dung đầu tiên là nội dung bản chất của phản ứng. Bản chất của phản ứng H cộng phản ứng với hỗn hợp muối này thì đầu tiên nó phản ứng với C3H trừ để tạo ra HCO3 trừ. H cộng dư thì mới có phản ứng 2. Thầy có H cộng sẽ phản ứng tiếp với HCO3 trừ tổng nhé. HCO3 trừ lấy ở cái tạo ra ở đây và cái ban đầu có thầy gọi là tổng để tạo ra CO2 và nước. Như vậy nó có thứ tự phản ứng. Nội dung thứ hai các em cần xử lý cho thầy thành thạo ba kỹ năng này: sơ đồ hóa bài toán, bảo toàn nguyên tố và công thức giải nhanh. Thế thì áp vào bài này thầy có như sau: H cộng của thầy là 0,15, C3H trừ và HC3 trừ đang cần tìm gọi là X và Y mol. Đây là thầy có sơ đồ hóa bài toán như thế này. Thế thì từ sơ đồ bài toán này thầy có sử dụng như sau. Thứ nhất là công thức giải nhanh. Thầy có 0,15 mol H cộng sẽ bằng CO3H trừ cộng với CO2. Thứ hai là bảo toàn nguyên tố carbon. Bảo toàn nguyên tố carbon thầy có như sau: X cộng Y là tổng C ban đầu sẽ bằng tổng C sau phản ứng, sẽ bằng 0,045 là C trong CO2 cộng với C trong muối HC3 trừ. C trong muối HC3 trừ biến hết vào kết tủa bằng 0,15 mol. Đây. Như vậy giải phương trình này thầy tìm được X bằng 0,105 và Y bằng 0,09. Người ta hỏi các em nồng độ, vậy các em chia cho 0,5 lít, đáp án là 0,21 m và 0,18 m. Kết quả chọn B.